Thưa quý vị và các bạn thân mến, châu Âu tức giận vì chính phủ Việt Nam bắn dân. Vụ việc Đồng Tâm bây giờ không còn là vấn đề địa phương có thể dàn xếp trong cái ao làng Đồng Tâm, Mỹ Đức nữa. Hơn 90 triệu dân Việt Nam đã sớm nhận diện ra nhóm lợi ích cộng sản tham lam và tàn bạo mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trực tiếp là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Khi người dân cùng nhau lên tiếng phản đối các hành động dã man, phi đạo đức, phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hàng triệu đảng viên này sẽ sớm vứt bỏ mớ học thuyết ngoại lai đầy đau khổ để trở về với nhân dân. Nhân quyền Cộng sản Việt Nam không còn che chắn nổi sự tàn bạo vô pháp ở Đồng Tâm khi hàng trăm bài viết và hình ảnh lan tràn trên khắp mạng xã hội và các trang báo độc lập. Báo chí quốc tế cũng đã vào cuộc cùng đánh thức lương tri nhân loại và các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới cùng lên tiếng cho những nạn nhân ở Đồng Tâm. Bà Saskia Brinkman là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu. Trên trang Twitter của bà về vụ Đồng Tâm, làm sao Nghị viện Liên minh châu Âu sẽ có thể thật sự nghiêm túc thông qua Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam EFTA trong tháng 2 tới với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính nhân dân của mình như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nữ nghị sĩ Saskia Brinkman viết trên Twitter hôm 18 tháng 1 năm 2020. Bà Saskia Brinkman là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu, Ủy ban INTA. Ủy ban này chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bao gồm các hiệp định thương mại. Trên trang Twitter của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saskia Brinkman cũng trích dẫn một bài báo tiếng Anh tường thuật về vụ đánh úp Đồng Tâm trên tờ The Vietnamese và cho rằng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước khủng bố đàn áp nhân dân. Phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất mong đợi Nghị viện châu Âu sẽ phê chuẩn để hiệp định này có thể được thực thi để mở cửa cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu miễn thuế vào châu Âu. EFTA được xem là một hiệp định tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam. Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức có hiệu lực, hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng 42,7% vào năm 2025. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong đó GDP của Liên minh châu Âu EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2020, Ủy ban INTA sẽ họp tại Brussels, Bỉ để bỏ phiếu về khuyến nghị cho các nghị sĩ châu Âu biểu quyết phê chuẩn Hiệp định EFTA. Tầm quan trọng của cuộc họp ngày 21 tháng 1 hôm nay là nếu khuyến nghị nêu trên không được thông qua thì Nghị viện EU không thể bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định EFTA mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 tới trong phiên họp toàn thể của Nghị viện EU. Với sự bạo ngược vô pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với tay sai Tô Lâm khi tấn công vào Đồng Tâm, họ không biết rằng nguy cơ phá vỡ Hiệp định EFTA này là rất lớn. Sau vụ bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và nay là hành động dã man khi hành quyết người đảng viên có 65 tuổi đảng và 84 tuổi đời cụ Lê Đình Kinh, đồng chí của họ chỉ với một mục đích duy nhất đó là cướp đất của dân làng Đồng Tâm để giao cho nhóm lợi ích Viettel. Không biết những ai trong Bộ Chính trị vô tình hay cố ý mà đã ra quyết định đánh úp Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 chỉ cách ngày của Liên minh châu Âu họp có 12 ngày. Ủy ban INTA trên Facebook của mình, tiến sĩ Nguyễn Công A viết Tô Lâm là kẻ phá hoại Hiệp định EFTA hiệu quả nhất. Và mới đây ngày 17 tháng 1, trên Facebook của tiến sĩ Nguyễn Công A lại tiếp tục kêu gọi áp dụng luật nhân quyền Magnitsky vào vụ thảm sát này. Hãy đưa kẻ chủ mưu của vụ tàn sát Đồng Tâm vào danh sách chế tài của luật Magnitsky, Mỹ, Canada, Anh, Estonia, Latvia,
Litva và chắc chắn là sẽ ở toàn EU và Úc Châu. Muốn thế, thông tin từ các đồng chí của họ là quan trọng và các tổ chức xã hội dân sự hãy vào cuộc truy tìm những kẻ chủ mưu này ngay từ bây giờ. Thực ra là phía EU đã theo dõi vụ việc này ngay khi vụ đàn áp xảy ra và họ đã lên tiếng kịp thời. Bà Virginia Batu-Harrison, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói rằng ngày 9 tháng 1, đúng ngày xảy ra vụ việc, đại sứ Gio Alibetti, trưởng phái đoàn EU tại Hà Nội đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bày tỏ quan ngại về sự dè dặt về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh. Bà Batu Harrison cho hay thêm rằng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đề nghị có cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Việc sử dụng bạo lực đối với dân thường đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình và bạn bè của các nạn nhân, bà Batu Harrison nói thêm. Vụ việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại nhân quyền EU Việt Nam. Liên minh châu Âu kỳ vọng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay việc sử dụng vũ lực nào. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU mới cho chúng tôi biết rằng tổ chức này quan ngại về hành động dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng ở Đồng Tâm, đồng thời tiết lộ đã đề nghị gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Hôm 16 tháng 1 vừa qua, Việt Nam đã đáp ứng đề nghị của Liên minh châu Âu EU. Theo bản tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Via Gio Alibetti, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam. Nhưng nội dung và kết quả của cuộc nói chuyện chưa được hai bên tiết lộ. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 để thúc giục Nghị viện châu Âu sớm thông qua Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu Việt Nam FTA. Có lẽ đây là chuyến đi chữa cháy khi vụ đàn áp Đồng Tâm xảy ra. Thông tấn xã Việt Nam cho biết cuộc gặp của ông Sơn khẳng định nhân quyền Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo và nghị viện của các cơ quan EU để thực hiện các cam kết được đưa ra trong FTA, bảo đảm sớm thông qua hiệp định này. Trong khi sự dã man của thảm sát Đồng Tâm đã vang dội đến hầu hết các chính trị gia châu Âu, thì luật sư Nguyễn Văn Đài vừa cho biết nhiều dân biểu của INTA, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, đã nhận được quà và rượu champagne từ Đại sứ quán Việt Nam ở Brussels, Bỉ. Một người trong đó là nữ dân biểu Ellie Chao đã lập tức chụp ảnh túi quà đưa lên trang Twitter của bà với nội dung ngắn gọn. Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua khuyến nghị cho việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Việt Nam. Hôm nay tôi nhận được cái này ở văn phòng, quà biếu rượu champagne từ Đại sứ quán Việt Nam. Hoàn toàn không phù hợp và trắng trợn, tôi sẽ trả lại cho họ. Giải thích rằng việc trả tù nhân chính trị sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. Đại sứ quán Việt Nam quả là trân cháo hay quá ngu dốt với hành động cực kỳ thô thiển này. Bởi đối với người dân ở các nước dân chủ thì việc quà cáp biếu xén kiểu này trong quan hệ thương mại lại cực kỳ dơ bẩn đối với họ. Đây là truyền thống lâu đời trong văn hóa giao tiếp của họ. Không hiểu ông đại sứ Việt Nam tại Bỉ có từng hiểu được điều này hay không. Đáng lưu ý là dự kiến ngày hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2020, INTA sẽ họp tại Brussels, Bỉ để đưa ra khuyến nghị cho các nghị sĩ về việc phê chuẩn Hiệp định EFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA. Nếu khuyến nghị trên được thông qua, việc phê chuẩn EFTA dự kiến sẽ được diễn ra trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu, dự kiến vào đầu tháng 2 tới. Còn trong trường hợp khuyến nghị bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, Nghị viện châu Âu sẽ không thể bỏ phiếu phê chuẩn EFTA tại phiên họp toàn thể. Mới đây trên trang Twitter của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saskia Bridgman cũng trích dẫn một bài báo tiếng Anh tường thuật về vụ đánh úp ở Đồng Tâm.
Làm sao Nghị viện châu Âu có thể thật sự nghiêm túc thông qua Hiệp định Thương mại EU Việt Nam EFTA trong tháng 2 tới với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính dân mình như nhà nước Cộng sản Việt Nam? Bà Saskia Brinkman là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu, Ủy ban INTA. Ủy ban này chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bao gồm các hiệp định thương mại. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội, là một người từng được mời phát biểu tại một phiên điều trần của INTA về EFTA ở Brussels. Về vụ thảm sát ở Đồng Tâm, ông nói không biết những ai trong Bộ Chính trị vô tình hay cố ý đã ra quyết định đánh úp Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1, chỉ cách hội nghị của Liên minh châu Âu INTA có 12 ngày. Mới đây vào ngày 17 tháng 1, Facebook của tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đã trực tiếp kêu gọi áp đặt luật nhân quyền Magnitsky về vụ thảm sát này. Tin từ hãng RFI cho hay nhóm hành động vì Đồng Tâm đã và đang chuyển báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm được soạn thảo bằng tiếng Anh đến các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Văn bản 28 trang này đã được chuyển tới văn phòng dân biểu Mỹ bang California, ông Alan Loveto, hôm 16 tháng 1 năm 2020. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và ca nhạc sĩ Việt Khang đã đến văn phòng dân biểu liên bang Alan Loveto ở thành phố Garden Grove, Hoa Kỳ để chuyển báo cáo của nhóm hành động vì Đồng Tâm. Về mục đích của báo cáo, nhà báo Phạm Luân Trang phát biểu rằng: "Chúng tôi nhận thấy rằng từ trước đến giờ, trong tất cả những sự kiện tương tự, hoàn toàn nhà nước độc quyền phát ngôn. Trong vụ Đồng Tâm, câu chuyện đến một mức độ quá xa, nghĩa là nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ phát ngôn mà còn đã đặt thẳng cánh với những cung cấp thông tin. Trong một tuần lễ, tôi biết có ít nhất 3 người bị công an bắt vì đã đưa tin trái chiều về vụ Đồng Tâm. Đưa tin và quan điểm về Đồng Tâm, thậm chí chỉ chia sẻ bài trên Facebook, bài có nội dung trái với những gì mà nhà nước Cộng sản Việt Nam tuyên truyền. Cho nên, chúng tôi quyết định trong một thời gian cực ngắn, chỉ trong 2 ngày để làm báo cáo đó. Chúng tôi muốn có một nguồn thông tin tham khảo dành cho cộng đồng quốc tế cũng như là cho những người trong nước. Chúng tôi mong muốn vấn đề sẽ được quốc tế hóa, được cộng đồng quốc tế, các chính phủ, những nước dân chủ và các tổ chức quốc tế về nhân quyền như Human Rights Watch hay Amnesty International lên tiếng gây sức ép buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho phép điều tra độc lập hoặc thừa nhận tội lỗi của mình, hay ít nhất là giảm án, bảo vệ những người đã bị bắt. Hiện giờ những người chưa bị bắt, những thân nhân còn sống sót bị đe dọa khủng bố rất kinh hoàng. Bộ Công an Việt Nam từng tổ chức họp báo để thông tin về vụ Đồng Tâm, nhưng các chi tiết thiếu logic của kịch bản đưa ra là khiến cho dư luận càng thêm dậy sóng với hàng trăm câu hỏi không có lời đáp. Hôm 14 tháng 1, 5 ngày sau cuộc đụng độ gây tranh cãi, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có buổi họp báo mà truyền thông trong nước đăng tải chi tiết, trong đó cáo buộc ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, cầm lựu đạn, nhưng không trích dẫn ý kiến của thân nhân, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của làng Đồng Tâm. Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, đúng ngày gia đình tổ chức lễ tang cho cụ Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành, vợ ông, kể lại chuyện bà bị bắt, bắt phải khai cầm lựu đạn. Lúc bị công an tạm giữ, tôi bảo tôi không biết quả lựu đạn nó như thế nào, bom xăng như thế nào thì làm sao tôi có thể khai được. Thế là cứ thế chúng nó tát, chúng nó đá, tát suốt cứ bên nọ lại sang bên kia. Thế xong rồi chúng đá vào hai ống chân. Chúng tôi chưa rõ bà Thành bị thẩm vấn ở đồn công an nào. Cách đây ít hôm, người dân Đồng Tâm đã công bố một bức ảnh chụp căn buồng nơi cụ Lê Đình Kình ngủ đã bị giết với 4 phát đạn, vết máu đông đặc ở một góc phòng, với cảnh lương hòm quần áo bị lục tung để tìm kiếm giấy tờ tài liệu, đã tái khẳng định lời kể của nhân chứng Dư Thị Thành về cách mà nhóm đặc vụ đã hành quyết cụ Kình ngay trước mặt bà. Trước khi bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, blogger Phạm Chí Dũng là một nhà báo độc lập được biết
tiếng với những bài phân tích bình luận về tình hình thời sự Việt Nam. Ông cũng là blogger của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và nhiều cơ quan truyền thông khác trong nhiều năm qua. Một tuần sau ngày 13 tháng Giêng, đại sứ Việt Nam tại Brussels, ông Vũ Anh Quang lại có thư gửi cho ông Borrell tiếp tục khẳng định về chính sách bảo vệ cổ suý cho tất cả các quyền tự do căn bản và nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời giải trình trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập blogger Phạm Chí Dũng. Theo giải trình này, nhà báo Phạm Chí Dũng bị tạm giữ vì đã thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mà không đăng ký theo luật pháp của Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để viết, xuyên tạc và truyền bá tin giả về các chính sách và luật pháp của Việt Nam nhằm kích động và gây rối an ninh công cộng, gây hoang mang và lo lắng cho nhân dân và sự ổn định của xã hội. Ông Lý Phong đã tiếp nhận báo cáo và sẽ giữ liên lạc với nhóm hành động vì Đồng Tâm để cập nhật thông tin trong những ngày tới. Vụ việc Đồng Tâm đã và đang được hàng ngàn nhà báo tự do trong nước tham gia tìm ra sự thật và lên án trước công luận về Việt Nam và quốc tế. Có thể nói rằng báo chí lề trái hiện như áp đảo so với báo chí tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những tiêu chuẩn công lý và nhân quyền của thế giới tự do hiện được người dân Việt Nam xem như thước đo cho những sự thật đang diễn ra tại Việt Nam, dù bị đám dư luận viên và lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam đe dọa. 90 triệu dân Việt Nam đã sớm nhận diện nhóm lợi ích Cộng sản, tham lam và tàn bạo. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trực tiếp là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Khi người dân cùng nhau lên tiếng phản đối các hành động dã man, phi đạo đức, phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hàng triệu đảng viên này sẽ sớm vứt bỏ mớ học thuyết ngoại lai đầy đau khổ đã vùi lên đầu lên vai của mấy chục triệu người dân Việt Nam từ nhiều năm qua. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.